mấy cái bà cô mình bà bán ế chuối, nên mình tính mua có 4 trái mình ủng hộ thôi. Ai dè đâu bà còn tới cả 100 trái chuối này nè mấy bạn. Không lẽ bây giờ mua 4 trái, thôi thì mua tiếp 10 trái quân ngủ nào ăn. Cái này á là bánh tằm á. Cái món này nè, chuối nướng á, mà chuối kiểu mà vừa chín tới nó nhẽo nhẹo luôn. Thêm nước cốt rất là đặc. Trời cái món này. Chuối vừa tới, thêm cái nước cốt á, mà hắn mở hành nữa. Nửa đêm rồi, ai có cái món này. Chuối mà vừa tới nó nướng rất là nhẽo nhẽo. Ngon. Chấm thêm nước cốt thật là béo. Hồi trưa mình thấy nước cốt này là mình thấy mình kiếm món gì mình chấm rồi đó. Ngon. Thôi chớ cô giáo mình bây giờ người ta về hưu mấy bà. Giờ này mà nướng tới nửa đêm mới ới còn cỡ gần 50 trái nữa. Mấy bạn nào ở gần cái khu vực trường tiểu học An Châu, mấy bạn có thể ghé mua ủng hộ cô giáo mình nha. Chuối này là bán 2 trái 5k, chục trái như thế này là 25. Mà mấy bạn nghĩ đi, nướng than này nè, tính ra không có lời đâu. Nhưng mà bây giờ người ta về hưu rồi, lương hưu vẫn đủ sống, nhưng mà kiểu ở nhà buồn á mấy bạn, nên nó là làm chuối bán.